trăm đó bạn. À, lúc nào cũng vậy, đầu chương trình thì ra diễn kịch từ dữ lắm, cuối cùng còn lại mình cũng vừa. Bây giờ kìa, mê ngôi sao quá, bây giờ đứng xin chụp hình Phong kìa, bây giờ kêu cặp nó ra đi. Mày mê ngôi sao quá rồi kìa Phong. Nãy giờ mày ngủ hả, mày nghe chào con bác, mày dụ mắt rồi con bác ơi. Rồi bà con ơi, bà con nãy giờ bà con nghe nhạc hay không hả? Dạ, chương trình ngày hôm nay bà con thấy như thế nào hả? Vui, dạ, vui. Hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá, cái gì? Nói gì thôi, nghỉ đi, đừng đấu nữa. Cái câu chuyện từ đầu tới giờ đã nói là nghỉ đi. Giờ đi sao không? Cơm. Bây giờ mua cái bếp ga mới thì nấu cơm. Bị gì? Bị gì? Anh Nhân, không cho ai muốn em nói hay sao? Nó không biết, làm sao nói. Bà con đi tới tới Trầm đã nói ra là cái micro tắt hết trơn. Dạ có rồi anh. Dạ anh ơi, ra anh bị thường lương ha. Anh ơi, đi vô nấu cơm đi kìa. Bà con nói là nghỉ đi, bây giờ đi ăn cơm tiệm, đừng nấu nữa. Trời ơi, tiền nó có tiền trời. Ga đâu mà nấu. Ông bầu qua mấy tháng này á, lương còn không trả, lấy tiền đâu anh. Ê, ừ đúng rồi ha. Ở chiều mới chuyển đứa 500 ngàn mà. Ai đại diện có lương không? Chỉ dành lên một đứa hai cái phần yến mà. Phần yến thì cơm. Trời, con chưa cầm được gì luôn á. Ờ tiền đâu không thấy chứ, ờ, yến thì có rồi. Ý, yến có còn tiền nữa. Ý là cuối cùng hai đứa mày muốn nói gì nè? Dạ muốn nói là chị, bây giờ cái đoạn này hết tiền rồi. Bây giờ là nhỏ này nó cứ kêu đi nấu cơm nó nước hoài à. Bây giờ nghỉ nấu cơm luôn đi, đi ăn cơm tiệm đừng nấu nữa. Mệt mày quá à. Hết ga, hết ga, hết tiền keo ga thì mình xài bếp củi chứ có gì đâu. Củi đâu ra? Sao không? Anh chồng đem tới. Một chuyện. Anh chồng bếp củi đem tới, một đống bếp củi luôn. Dữ vậy sao? Dữ vậy đó. Ngọc bếp củi phải không? Dạ. Trời ơi. Bao nhiêu thôi đó, mà vòng nãy giờ mình chỉ ra hết bếp củi rồi. Này, nãy giờ bà con bắt bếp hết trơn rồi. Giờ hai đứa giúp anh chuyện được không? Chuyện gì? Giúp âm, giúp âm mình chuyện được không? Dạ. Xuống đẩy xe hỗ trợ cho Ngọc bếp củi lên sân khấu. Dễ ẹn. Đi xe lăn mà. Trời, vô trong đi, đợi khi nào hát xong cái đúng thì ẩm nó xuống. Dạ anh, lý do tại sao là mình là tên là anh Ngọc bếp củi vậy anh? Dạ em cũng xin trả lời chị, thì nhà em toàn là nấu củi không ạ? Dạ. Đỡ anh. Dạ bếp củi bỏ nhà quên á rồi đến bên này ăn. Nhỏ này nãy giờ nói đem củi tới quá trời rồi tưởng có củi hay vậy có cây củi đâu chưa? Chào bạn. Bây giờ không có củi mà mình có giọng hát được không? Chào bạn. Dạ, dạ nãy giờ Ngọc lo nói chuyện với anh chị á quên chào bà cô bác. Dạ lời nói đầu tiên thì Ngọc bếp củi xin gửi lời chào thân thương và lời chúc sức khỏe đến ông bà cô bác. Đang có mặt tại hội quán ở sân Bình Dương. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. We'll be right back.
nên anh cũng chỉ mong muốn em cũng như là các bạn có cái hoàn cảnh hơi đặc biệt ở trong Môi Sao Bạch Dường được tham gia trong cái sân khấu này để mình có cái niềm vui trước đã. Có niềm vui mình sẽ suy nghĩ nó tích cực, nó vui vẻ thì mọi thứ nó sẽ hanh thông hơn, nó sẽ tốt đẹp hơn. Thu Nhừa cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Dạ, trước đây thì khi mà trước khi gặp Thu Nhừa thì Ngọc nó có nhiều nỗi buồn, nó chất chứa lắm. Nhưng mà sau đó thì Thu Nhừa muốn nói chuyện rồi Thu Nhừa cũng hướng dẫn cho bạn để bạn làm cái kênh. Và cũng rất là may mắn được quý bà con cô bác thương mến ủng hộ. Cho nên là bây giờ bạn vui hơn rất là nhiều. Dạ, nhìn thì mặt nó tươi hơn, sáng hơn. Dạ, và vui vẻ hơn ha. Rồi, bữa nay thôi mình hát bài được rồi ha. Rồi bữa sau mình còn một bài tự sáng tác phải không? Dạ. Sẽ gửi tới bà con bác nữa đúng không? Dạ. Tại vì chương trình nó cũng hơi trễ. Rồi, ok Cân ha. Rồi, cảm ơn bà con bác đi Cân. Dạ, Ngọc trước tiên thì Ngọc cũng gửi lời cảm ơn đến anh Thương Trường, Nhi Sư Mụn, một người anh cũng như một người thầy, cũng nhờ anh dẫn dắt Ngọc được ngồi trên sân khấu hôm nay. Dạ, cảm ơn Sư Mụn rất là nhiều. Rồi. Dạ, Ngọc cũng gửi lời cảm ơn đến ông bà cô bác cũng luôn yêu thương Ngọc cũng như là yêu thương sư phụ đến xem chương trình hội quán ở Sao Bạch Dường. Dạ, Ngọc cũng xin chúc đến ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, bây giờ có xe tự đi về dưới quê đúng không? Xe này đi từ tới quê tới khi nào tới? Hình như là đi quốc lộ mà đừng đi lên cao tốc nha. Chắc nửa năm á. Rồi, nó chứ nhờ nhà đội hỗ trợ. Cảm ơn quý bà khán giả. Ê, đẩy từ từ, đẩy nhỏ, cắt đầu luôn rồi. Chắc là remote luôn.